Xin chào các bạn, hôm nay Mộng Lan lại quay trở lại với các bạn trong chương trình chiến thắng ung thư với một công thức nước uống giúp cho các bạn có thể rằng là giúp cho cái tế bào ung thư không bị lây lan và không bị di căn sang các bộ phận khác. Câu chuyện kể rằng là ở một đất nước mà Mộng Lan không nhớ tên nữa thì có một trang trại trồng rất là nhiều cây sả, và ở trang trại này thì có rất là nhiều bệnh nhân ung thư đến đây để hỏi thăm cái người trồng cây sả là làm cách nào để có thể chữa được bệnh ung thư. Và dần dần thì cái trang trại này nó trở thành một cái trang trại mà có rất nhiều những bệnh nhân ung thư đến đây để hỏi công thức. Và Mộng Lan đã đọc được cái bài này và Mộng Lan chia sẻ lại các bạn cách để làm cái trà cây sả để có thể uống hàng ngày, ngày 3 cốc sau ăn để có thể giúp cho những người đã bị ung thư thì cái tế bào ung thư không lây lan và phát triển hay di căn sang các khu vực khác. Việc đầu tiên là các bạn sẽ mua sả thì ở chợ gần nhà các bạn thường sẽ bán rất là nhiều củ sả. Người ta có thể bán ra theo nửa cân hoặc có những cái túng rất là to như thế này, có thể là một cân các bạn có thể mua cả một cái túng đó về. Thì một cái túng đó cũng là nhớ không lầm nó chỉ khoảng tầm 25.000 thôi các bạn. Thì các bạn mua một cái túi xả đó về nhà, việc đầu tiên là các bạn sẽ có một cái cốc giữ nhiệt, cái bình giữ nhiệt thì các bạn bình ủ đó, thì các bạn sẽ mỗi một cốc nước đó thì các bạn dùng hai củ xả, các bạn rửa sạch đập dập và các bạn cho vào cái bình giữ nhiệt đó, sau đó các bạn đổ nước sôi vào và các bạn hãm trong thời gian là khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ. Và các bạn sẽ uống sau mỗi bữa ăn, như là sau bữa ăn sáng, sau bữa ăn trưa và sau bữa ăn tối. Và các bạn duy trì thực hiện cái việc uống cái củ sả này trong thời gian là 3 tháng thì các bạn sẽ nhận thấy được sự thay đổi trong cái sự phát triển của tế bào ung thư, nó sẽ không còn phát triển nữa. Và người ta nghiên cứu rằng cái tinh dầu sả nó thực sự là khắc tinh của tế bào ung thư. Và cái cách mà các bạn uống cái trà cây sả như thế này sẽ giúp cho các bạn nhanh chóng thoát khỏi cái bệnh ung thư một cách hiệu quả nhất. Và đây là câu chuyện mà Mộc Lan đã đọc và trong quá trình Mộc Lan nghiên cứu để giúp bệnh nhân chiến thắng ung thư, và Mộc Lan chia sẻ lại các bạn. Và rất là mong các bạn đang bị ung thư thì hãy thực hiện cái chế độ uống trà sả thường xuyên hàng ngày, ngày 3 lần để chúng ta có thể sớm có tin vui dành cho Mộc Lan. Khi mà các bạn nhớ là thoát khỏi bệnh ung thư rồi thì hãy vào những cái video trong chương trình chiến thắng ung thư để comment vào đó để Mộc Lan biết rằng là các bạn đã thực sự thoát khỏi được bệnh ung thư, và đó là cái niềm vui lớn nhất mà các bạn dành cho Mộc Lan, là người mà đã nhiều năm, 5 năm nghiên cứu và tìm hiểu về các phương pháp để giúp cho các bạn có thể chiến thắng ung thư và mang lại niềm vui cho chính các bạn đang bị ung thư và những người thân của những bạn không may có người nhà bị mắc bệnh ung thư. Và với cái chương trình chia sẻ nước trà cây sả để chiến thắng ung thư này, Mộc Lan hy vọng rằng chúng ta sẽ chính những cái bạn ung thư mà thoát khỏi ung thư thì sẽ là những người mà đồng hành cùng với Mộc Lan trong cái chương trình chiến thắng ung thư để lan tỏa giá trị cộng đồng. Hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh chiến thắng ung thư này để các bạn có thể giúp được nhiều người khác, nhiều bệnh nhân khác không chỉ ở Việt Nam và trên toàn thế giới có thể biết cách để phòng tránh ung thư và thoát khỏi ung thư một cách tốt nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo trong chương trình chiến thắng ung thư.